Chào các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Tiếp tục chúng ta cùng tìm hiểu bếp từ âm là gì hôm nay. Cũng như bếp ga thì bếp từ cũng có thiết kế là bếp từ âm và bếp từ dương. Để tìm hiểu vấn đề này thì chúng ta cùng đi tìm hiểu ngay bây giờ. Bếp từ âm hoạt động dựa trên nguyên lý từ trường trong cuộn dây và dòng điện thoát cao. Một cuộn dây dẫn điện được đặt dưới một tấm cách điện và cách nhiệt bằng sứ. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây này sẽ tạo nên từ trường và làm cho mặt tiếp xúc giữa mặt bếp và nồi nóng lên làm chín thức ăn. Bếp từ âm có chức năng nhận diện đáy nồi và chỉ nhận đáy nồi có nhiễm từ, hút được nam châm. Có nghĩa là cái đáy nồi mà hút được nam châm. Bếp được lắp đặt âm trong khung bếp và chỉ để lộ phần mặt bếp sử dụng bên trên cho tính thẩm mỹ cao. Chúng ta cùng tìm hiểu nhược điểm của bếp từ âm. Về nhược điểm chúng ta cùng tìm hiểu trước. Bếp từ âm cực kỳ kén nồi. Bếp chỉ dùng được các nồi có đáy nhiễm từ, mặt đáy bằng phẳng và thường phải có đường kính trên 8 cm. So với lại bếp lò, bếp ga, bếp hồng ngoại và bếp từ dương thì cả giá của bếp từ âm cao gấp 2 cho đến 3 lần. Về ưu điểm thì sao? Rất an toàn. Với công nghệ nấu không khói, không cho không gian nấu nướng trong lành, mát mẻ hơn so với bạn dùng lửa hay là bếp hồng ngoại. Thẩm mỹ cao với thiết kế lắp đặt âm chỉ để lộ phần mặt kính cao cấp với hệ điều khiển cảm ứng hiện đại, kiểu dáng đa dạng và đều rất là sang trọng. Đa dạng về thiết kế, có các hình dáng như chữ nhật, cách điệu, vuông với 2 cho đến 4 lò nấu để người ta có thể lựa chọn sở thích và nhu cầu. Hiệu suất đun nấu cao đến 90%. Nhiệt lượng tập trung vào đáy nồi, ít gây thất thoát nhiệt. Người dùng có thể chạm tay vào mặt bếp đang hoạt động mà không bị tổn thương. Ưu điểm thứ 5, vệ sinh an toàn và cực kỳ đơn giản, nhanh gọn. Chỉ cần khăn mềm và chút nước tẩy vệ sinh nhẹ nhàng là có thể lau chùi được bếp. Vậy chúng ta nên mua bếp từ âm hay bếp từ dương? Mua bếp từ có thắc mắc, nhưng dùng bếp từ âm cho hiệu suất đun nấu cao, giúp đun nấu nhanh hơn, kèm theo nó là các tính năng hỗ trợ giúp đun nấu tiện lợi, hiệu quả, an toàn như bảo vệ điện áp quá thấp hay quá cao, chống trào, tự ngắt. Xét về lâu dài thì đầu tư bếp từ âm mặc dù hơi đắt tiền một chút nhưng sẽ có lợi. Tuy nhiên tôi nghĩ là cũng tùy từng vào gia đình của mình, nhu cầu ra làm sao mà chúng ta có thể chọn lựa bếp từ âm hay là bếp từ dương, đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho mọi người, và chắc chắn không thể thiếu sót được rồi. Nếu bạn thấy chỗ nào chưa phù hợp, các bạn hãy để lại bình luận, comment ở ngay phía dưới video này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có những bữa ăn ngon miệng. Xin cảm ơn.